Chào cả nhà, hôm nay mình quay video cho cả nhà xem về một loại cây thuốc nam có tên là cây hoàn ngọc. Cây hoàn ngọc còn có những cái tên gọi khác như là cây xuân hoa, cây con khỉ, cây nan điền. Và cây hoàn ngọc còn có nhiều loại khác nhau, và cái hai loại nó được dùng, được biết đến nhiều nhất gọi là hoàn ngọc đỏ và hoàn ngọc trắng. Đây là cây hoàn ngọc đỏ nha cả nhà nhé. Nói là hoàn ngọc đỏ nhưng các bạn để ý kỹ á, ở cái phần là lá non á, và cái thân của nó hơi tía tía đỏ đỏ một xíu thôi cả nhà, chứ còn đa phần thì nó màu xanh, nhưng mà khi phơi đi thì cái màu đỏ tía nó cũng mất đi nha cả nhà nhé. Cây hoàn ngọc đỏ và hoàn ngọc trắng thì đều là hai loại cây dùng để điều trị làm thuốc chữa bệnh rất là tốt cả nhà. Tất cả các bộ phận của cây hoàn ngọc đều có thể sử dụng để làm thuốc, như là phần rễ, thân, cành và lá. Nhân gian người ta dùng nhiều nhất là lá, có thể dùng lá tươi để sắc uống hoặc là để sấy khô. Đây là dạng khô nha cả nhà nhé. Khô thì có thân, cành và lá đây cả nhà nè. Theo y học cổ truyền, cây hoàn ngọc có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm nè, và nó hỗ trợ điều trị các bệnh như là viêm nhiễm đường tiêu hóa, viêm dạ dày, viêm ruột, loét dạ dày, viêm thận, viêm gan. Những ai mà bị viêm loét dạ dày tá tràng á, mình sử dụng cái cây xương khỉ này mình uống rất là tốt nha cả nhà nhé. Bên cạnh đó thì nó còn hỗ trợ điều trị các bệnh như là cảm cúm này, sốt cao, tiểu rát, tiểu ra máu, và hỗ trợ điều trị các bệnh về xơ gan, xơ phổi. Cách dùng đối với dạng khô, một ngày ta có thể dùng từ 50g, mình rửa sạch, mình đun với 1,5 lít nước, đun sôi để nhỏ lửa, niêu riêu 15 phút, sau đó các bạn tắt bếp để nguội uống trong ngày. Đối với bệnh nhân bị viêm đại tràng mãn tính, tiêu hóa kém, mình có thể kết hợp cùng với cây khổ sâm, hoàn ngọc 40g, khổ sâm 10g, mình rửa sạch, mình sắc nước, mình uống chung và mình uống hàng ngày. Uống trong vòng một thời gian kiên trì, các bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt nhé. Hiện tại thì shop mình đang cung cấp dạng khô cây hoàn ngọc, tía và cả khổ sâm nữa. Cả nhà có nhu cầu muốn mua, hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại bên trên nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.